Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quay Thử Sổ Số Miền Nam thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2024. Thứ hai ngày hôm nay gồm có 3 đài: thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau. Giải 8 thành phố Hồ Chí Minh 61, giải 8 Đồng Tháp 99, giải 8 Cà Mau 78. Còn có cái giải 7654321 và giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú, đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.